Kính chào tất cả các bạn, kính chào quý vị. Kinh KNT hôm nay xin trân trọng giới thiệu một địa điểm du lịch mới tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đó là khu di tích lịch sử Giàn Gừa. Khu di tích lịch sử Giàn Gừa là địa điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ đến đây tham quan chụp ảnh. Khu di tích này ở tại huyện Phong Điền, thuộc thành phố Cần Thơ, hàng năm đón tiếp hàng ngàn du khách đến viếng lễ Bà Thượng Động Cố Hỷ. Nơi đây có một không gian mới lạ về cảnh vật, nhiều gốc gừa đang xen với nhau tạo thành mạng lưới khổng lồ. Hàng năm vào ngày 28 tháng 2 âm lịch, con cháu nhà họ Nguyễn và người dân gần xa đến dâng hương làm lễ cúng long trọng Bà Thượng Động Cố Hỷ. Đến với lễ hội Giàn Gừa, bạn sẽ tận mắt chứng kiến nghi thức cúng bái cổ xưa, đặc biệt là màn múa bóng truyền thống và đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị địa điểm du lịch này. Chúng ta sẽ đến khu du lịch Giàn Gừa. Đây là khu di tích lịch sử Giàn Gừa. Địa chỉ là tại ấp Nhân Cánh, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chúng ta đang ở quốc lộ 61, đường về Vị Thanh các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi vào đó nha. Chúng ta sẽ vào khu di tích lịch sử Giàn Gừa nha các bạn. Đây là con đường bằng bê tông, rộng khoảng 4 mét các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua cầu Bà Thầy. Cầu này cũng bằng bê tông luôn, rất là chắc chắn. Chúng ta đã đến khu du lịch Giàn Gừa các bạn ơi. Đây là khu du lịch Giàn Gừa. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cổng chính nè các bạn. Khu du lịch Giàn Gừa. Chúng ta sẽ đi tham quan khu du lịch này nha các bạn. Địa điểm rất là lý tưởng, hấp dẫn các bạn. Có quán cà phê này, có giỏng nè. Ở đây là cái khuôn viên, nó rất là sinh động các bạn ơi. Tại một cái địa điểm rất là mát, thoáng mát. Có cây xanh, âm nhạc rất là tuyệt vời. Thank you.
Bao nhiêu á? 5.000. Cái này mình có bán ăn nhậu vô hay là chơi? Có luôn hả? Tại mới biết cái đấy lần đầu tiên. Mới ghé vô thăm. Tại khi nào ghé bạn bè thì vô chơi. Dạ, có đủ hả? Tôi đi tham quan chơi chút nha. Dạ dạ. Thấy đẹp quá. Đây mở lâu chưa chị? Cũng khoảng 2 năm mấy hả? À dạ rồi. Cái này gọi là gì ta? Khu lịch Giang Gua. Okay. Chúng ta bước vào cổng khu du lịch Gan Dừa đó các bạn. Khu này rộng rãi. Ở đây họ có bán ăn uống, vui chơi giải trí các bạn. Bên phải là cái quán cà phê giải khát này các bạn. Còn bên trong là các cái tum nhà hàng bán ăn uống các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan nha. Ở đây họ có cái nhà lưới nè các bạn. Đây xem như là cái bãi để mà đậu xe luôn các bạn ơi. Xe du lịch có thể vào đây đậu luôn, xe hầm đa, và chúng ta có thể tham quan toàn cảnh khu du lịch Gan Dừa này. Họ làm các cái nhà bằng máy tranh và máy ngói rất là đẹp luôn. Đây là cái góc nhìn là từ bên trong sân nhìn ra cái cổng chính đó các bạn. Chúng ta thấy có quán cà phê nè. Phía sau này là các cái vườn trồng cây cảnh. Quang cảnh ở đây rất là thoáng mát các bạn ơi. Chúng ta có thể đến đây nghỉ, giải lao, vui chơi những dịp cuối tuần hoặc là những ngày lễ các bạn. Không được như lòng em ơi, anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng từ áo mây bay, anh chỉ là tư chi nhà tranh vách. Thank you.
các cái nhà làm rất là đẹp các bạn ơi. Kiến trúc mái ngói, chúng ta có thể vào đây tham quan và ngồi lại đây kêu các món để ăn uống các bạn ơi. Đây là các cái nhà trong khu du lịch nè các bạn. Chúng ta có thể vào đây thưởng thức nè các bạn. Câu cá, giải trí, uống cà phê, ăn nhậu. Ở đây là các cái nhà nó nằm trong cái giống như trong cái vườn các bạn ơi. Nó xen lẫn với cây xanh rất là bóng mát. Đây là một cái đặc điểm du lịch sông nước, vườn cây cảnh ở đồng bằng sông Cửu Long các bạn ơi. Chúng tôi đang có mặt tại khu du lịch Gàng Dừa. Chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái điểm du lịch mới. Nó rất là bóng mát và phục vụ cho quý vị một cái không gian yên tĩnh. Chúng ta đang ở trong một cái quán các bạn ơi, nằm trong khu du lịch Gàng Dừa. Họ trang bị gàn ghế bằng gỗ rất là đẹp. Và đặc biệt nè, đây có cái cây cầu khỉ nè các bạn, để dẫn cho chúng ta đi vào một cái khu dân cư nè các bạn. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Chúng tôi đang đi trên cầu khỉ nè các bạn. Đây là một khu du lịch mà mang đậm cái tính chất là sông nước các bạn ơi. Rồi chúng ta tạm biệt khu du lịch Gàng Dừa các bạn ơi. Chúng ta hẹn sẽ gặp lại. Ở đây là khu di tích lịch sử Gàng Dừa các bạn ơi. Chúng ta vào khu di tích lịch sử Gàng Dừa. Đây con đường bê tông rộng cỡ 3 mét các bạn. Cổ miếu bà Thượng Đồng Cố Hỷ, nó nằm trong khu di tích lịch sử. Đây là khu di tích lịch sử Gàng Dừa nó trong đây. Cổ miếu bà Thượng Đồng Cố Hỷ.
cái cây cối trông đẹp quá ha, nó dâng dâng lên. Đây là cổ miếu bà Thượng Động Cố Hỷ, thánh miếu uy linh, đạo đức muôn đời, pháp hoa thịnh, cổ tự hùng oai, chánh giáo vạn kiếp tâm trung hưng. Đây là bên trong khu di tích lịch sử Gàn Giường đó các bạn. Có diện tích là 2.740 m2. Bước vào là có hai cái tượng các bạn. Bên trong thì người ta cũng đang cúng kiến nè các bạn ơi. Dạ. Cái này, cái khu này nó cũng lớn quá vậy, là tới 2.740 m2. Dạ. Tại vì săn sóc ở đây hả? Dạ. Cái cây gì mà nó mấy cái rễ nó lên trên cao là cây gừa vậy? À, cây gàn dừa đó các bạn ơi. Nghe cái à, nó gàn trên mặt đất ha. Cái đằng trước nó có hai cái con, nó là con gì lúc mà mới lưới vào đó, hai con à, con kỳ lân à, hai con cái tượng nó rất là đẹp luôn. Ở ngoài Cần Thơ. Đây là cây di sản gàn dừa nữa các bạn ơi. Cái cây này rất là đặc biệt luôn. Các cái cây nó ngoằn ngoèo giống như cái rễ nó mọc trên mặt đất các bạn. Ở đây đúng là gàn dừa. Chúng ta đang có mặt tại bên trong khuôn viên của khu du lịch Gàn Dừa. Trước mắt chúng ta nhìn thấy là cái lối vào của khu di tích đó các bạn. Bên trong này là quang cảnh bên trong khu di tích. Cây cối ở đây rất là mát mẻ các bạn ơi. Cái cây này được gọi là cây di sản Việt Nam nè. Gàn dừa. Chúng ta lại xem thử. Ở đây có cái miếu thờ nữa các bạn. Ở đây họ có cái những người mà trực ở đây, bảo quản ở đây, hướng dẫn ở đây nữa các bạn ơi. Chúng ta có thể vào tham quan đốt nhang tại khu di tích lịch sử này nghe các bạn. Ở đây là thờ miếu bà nha các bạn. Nằm bên tên trái. Miếu này được xây dựng năm 1996. Hai bên miếu có hai con cọp. Một bên là hắc hổ, một bên là
bạch hổ nghe các bạn. Đây nè, con này là bạch hổ nè. Còn bên tay trái nè, miếu nè. Con này là hắc hổ nè. Tạm biệt khu du lịch Gành Dừa. Hẹn gặp lại. Yeah.